Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với series làm web bằng ASP.NET. Mình là Minh Thành. Và hôm nay mình có một số nhiệm vụ như sau. Đó là hôm nay mình sẽ install package Petaboco, load các product lên, load trang product từ cơ sở dữ liệu lên, trang detail và sau đó là phân trang nếu như mình còn đủ thời gian. Ok, đầu tiên thì mình sẽ download như như tuần như lần trước thì mình đã up lên là GitHub project của mình, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là clone nó về. Thì để clone nó về thì mình phải tạo một thư mục, là mình tạo thư mục ở đây ha, là shop. Ok rồi, mình sẽ chuột phải vào đây, sau đó dùng cái gì chưa? Chuột phải nè, git path here. Ok, mình git path here nhé, dùng git clone cách ra. Bây giờ mình sẽ nhấp vào clone order log, mình sẽ sử dụng là us https ha, copy nè. Đó, các bạn pass vào đây rồi nhấn enter thì nó lập tức sẽ clone cái source code của mình lần trước up lên lưu về lại. Ok, là nó đã đào về rồi. Tải thành công nha. Đấy, shop này. Đấy, đầy đủ luôn. Như lần trước mình làm đây. Mình sẽ chạy nó lên. Mình xin tắt cái này đi nha. Ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chạy project mình lên nhé, để xem nó có bị lỗi gì không. Đây, đây là giao diện của mình, trông nó cũng rất là bình thường. Phần này mình sẽ edit là sau, mình sẽ vào product home, product thì đây, đây là trang web mặc định. Thì bây giờ mình sẽ load từ cơ sở dữ liệu của mình lên tất cả các nhân hình này, rồi mình sẽ phân trang nó, xong mình bấm chi tiết thì nó sẽ hiện ra. Mặc định những hình này mình sẽ add sau. Ok. Rồi. Tắt nha. Đầu tiên là check cơ sở dữ liệu trước. Để xem lần trước mình có add thiếu gì không. Ok, đây là cái nội dung bên trong phần sau khi đã nhập liệu xong tuần trước, lần trước mình đã nhập liệu. Thì ở đây cái hình 1, hình 2, 3, 4 thiếu này. Số hình chính này á, mình cũng chưa có. Rồi ok, mình sẽ fit lại một số giá như thế này ở đây. Fit lại một tí. Mình phải chắc chắn rằng nó còn hoạt động thì mình mới có thể là insert được. Rồi, bắt vô, lưu lại. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Ok. Thì đầu tiên mình sẽ add bucket Petaboco vào. Thì cách làm như sau. Manager nuget bucket. Đấy, bấm vào đây nha. Là các bạn vào này, chọn chuột phải vào solution này, bấm manager nuget bucket for solution này đó ha. Rồi sau đó chọn browse này, gọi là petapoco. Petapoco đây,
chúng ta bấm install. Ok. À, access. Rồi, nó đang download. Lỗi gì đây? À, không sao. Ok, không sao, lỗi này là do nó chưa có chuỗi kết nối, không có gì hết. Thì sau khi mà mình đã tải xong thì nó sẽ ra một cái thư mục, mình refresh lại nha. Đó là module này, đấy, general, đây là thư mục của Betaboco ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm gì? Mình sẽ vào service này. Đó. Chuột phải, add new connect. Add connection, mình sẽ thêm một cái connection string vào. Thì server của mình là gì mình không nhớ nữa. Thì mình sẽ mở SQL server lên. Mình sẽ mở SQL server lên, đấy. Mình copy. Cancel nhá. Rồi, bắt vô đây. Đấy, thì ở đây chúng ta có thể chọn những cái DB mà nó log lên này. Thì cái DB của mình là shop online nhá. Cái connect, rồi connect thành công, bấm ok. Chuột phải. Sau khi kết nối xong thì đây. Ok. Thì chúng ta sẽ bấm chuột phải chọn property. Đây này. Control A. Connection string chúng ta sẽ copy lại nguyên tất cả này. Xong chúng ta sẽ đến cái file gọi là web.config. Sau khi copy trong thư mục đây. Service Explorer chuột phải chọn project. Ở đây là connection string. Ctrl A, Ctrl C copy cái connection string này. Sau đó vào web config. Đó. Mình sẽ bỏ tạm ở đây. Sạc sạc, bát vô. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ copy lại đây này. Đây là cái chuỗi kết nối của mặt nền của nó này. Bây giờ mình sẽ copy lại. Copy lại. Mình sẽ thay cái thằng mặc định này bằng cái của mình. Thì như thế nào? Đầu tiên là name của nó thì mình sẽ đặt tên cho nó là shop. Mình sẽ đặt tên là shop connection. Đấy, shop connection. À, ở đây mình sẽ đổi lại từ cái chỗ data sheet. Data số cái này đây. Ok, các bạn cũng có thể sửa lại đường dẫn của mình đây. Đây mình sẽ bắt vô đây, lưu lại. Mình xóa này đi. Mình sẽ xóa cái này đi. Rồi lưu lại. Xong rồi mình sẽ copy cái tên này vô trong file đây. File mình sẽ copy cái tên của connection là shop connection vào bên trong file database.tt của Betaboco. Mình sẽ paste vào đây xong lưu lại. Thì sau khi lưu thì nó sẽ đọc cơ sở dữ liệu và nó sẽ tiến hành tạo ra những cái file giống như bên trong MySQL của chúng ta. Ok, mình gặp một số lỗi như sau là cái connect nó không có nhận. Đó, thì mình sẽ copy lại vì hồi nãy mình add hơi bị sai.
Và mình đến ngay cái chỗ data sort này bằng đấy, mình sẽ copy lại, mình sẽ xóa đến cái đoạn data sort. Ok, mình sẽ xóa lại luôn. Đây. Mình sẽ copy lại cái chuỗi connect mặc định của nó. Xong rồi mình paste vô đây. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành xóa từ đoạn to nhé, cho đến là data sort. Mình sẽ xóa nó đi. Từ ấy. Đây. Đến data sort. Đó, mình sẽ delete nó đi. Lưu lại. Và bây giờ mình sẽ copy lại chuỗi connect của nó. Mình sẽ connect string này, connection string này. Ha, Ctrl A, Ctrl C. Paste vô đây. Mình sẽ paste cái chuỗi connection string vô đây. Đấy. Như vậy là mình sẽ đã thành công trong việc là add chuỗi connect. Mình sẽ đổi tên nó lại là shop. Đổi tên nó lại là shop online nha các bạn. Rồi. Mình sẽ copy tên như thế này. Mình sẽ qua bên file là database, gọi là database. Bát vô. Mình bát vô nhé. Rồi mình lưu lại. Sau đó mình refresh cái này. Đấy. Đấy, thấy không? Hồi nãy là nó không có tạo ra được cái file này. Mình view nhé. Hồi nãy là nó chưa có tạo ra được cái này, build success này. Build success. Hồi nãy là nó không có tạo được cái này do là mình lộn chuỗi kết nối. Mình tắt hết đi nhé. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ tới tiến hành là log dữ liệu từ DB lên. Thì ở đây là mình đang có thư mục là mình sẽ vào này. Model. Mình sẽ tạo ra đây, ở đây một cái thư mục là new folder, add new folder. Đặt tên là nhầm một chút. Đây, mình chọn cái này, mình add. Bắt đầu. Mình đặt đây là thư mục là bus. Bên trong này mình sẽ tạo một cái class. Add class nha. Add class là shopline.bus. shopline.bus.gz. Đặt tên là shopline. Bus. Rồi, ok, bấm add. Nó sẽ tạo ra đây cho chúng ta là một class nhé. Thì để add thì đầu tiên mình sẽ phải làm như sau, là mình sẽ tạo ra một cái hàm. Đó, là mình sẽ tạo ra public static. Đây. Vì kiểu trả về của mình, mình đang dùng truy vấn đúng chưa? Vì kiểu trả về của mình nè là một cái loại bảng gì đó. Ở đây đó là mình sẽ dùng list, nhưng mà vì kiểu trả về của nó của query query á, nó sẽ trả về kiểu là enumerate. Thì nên mình sẽ khai báo ở đây là enumerate, lát nữa các bạn sẽ biết vì sao mình đặt vì sao mình nói như vậy. Rồi mình sẽ đặt tên hàm này là danh sách. Không rồi không ạ. Thì ở đây mình sẽ khai báo một đối tượng là var db bằng new connection. Mình sẽ khai báo là shop online connection db. Đấy. Chấm phẩy. Cái này được lúc nãy hồi nãy mình khai báo trong này này thì được cái Petaboco nó hỗ trợ luôn. Rồi, ở đây hàm này sẽ return về cái gì? Return về một câu query là db.query. Mình sẽ bỏ câu query của mình vào đây. Ở đây là mình sẽ trả về là sản phẩm. Câu query của mình sẽ được bật vào đây.
là select sound from from gì, bảng sản phẩm, tình trạng, where, điều kiện là tình trạng bằng a cộng 0 phẩy bằng gì, bằng 0. Mình bỏ cho nó bằng 0 luôn đi. Rồi, nó báo lỗi gì đây? Production. Cái này đi. Chúng ta bị thiếu một cái gì đó. À, cái câu query này mình khoan return nhé. Đấy rồi, thì cái câu db.query này trong Betaboco nó có hỗ trợ là trả về một kiểu là IE number read, thì ở đây mình sẽ return. Rồi, ok, mình sẽ trả về là IE number read. Đây number numberable, vì trả về có câu query là IE numberable, hồi nãy là mình gọi bị lộn cái quả trả về nên dẫn đến lỗi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đến phần của, đây là xong bớt nhá. Bây giờ mình sẽ đến phần controller. Ở bên trong controller shop này, lần trước thì mình đã tạo ra rất là nhiều, thì ở đây là view nhá. Thì mình sẽ ở lào đây là một cái biến va là db bằng new db connect điểm shop online connection. Không, này là bớt này, gì ta, shop online bớt, đúng không, mình sẽ đặt là shop online bớt. Ở đây mình chưa có using nó nên dẫn đến nó sẽ lỗi, chọn chuột phải này, chọn quick action, chọn using. Đấy, chuột phải tiếp. Được chưa? Rồi chấm. Danh sách. Đóng ngoặc, ngoặc, ngoặc. Chấm phải. Rồi, return DB. Ok. Thì nó sẽ trả về kiểu IE number read. Bây giờ mình sẽ đến là go to view nhé. Go to view. Đây là cái view lần trước của mình đã tạo ra đây. Đấy. Đây là không gì hết, một số lỗi bình thường thôi. Lát nó tự biên dịch lại thì nó sẽ được. Rồi, nó không có gì lỗi. Mình sẽ khai báo một cái biến model ở đây để nó nhận kết quả trả về kiểu là IE. Không nhỉ. Đây. Ở đây là shop of connection DB. Đâu nhỉ? Đây. Connection chấm sản phẩm. Hoa đồ ghi hoa ghi thường. Rồi, ok. Hoa đồ phải ghi thường. Rồi. Ở đây chúng ta thấy này. Detail. Ở đây mình sẽ bỏ đây. Thì mỗi lần nó log lên là nó log ra một sản phẩm như thế này. Cái phần này thì nó nằm ở đây. Đây.
Ở đây mình có 4 sản phẩm. Hoặc là nó có 4 sản phẩm, vì vậy mình sẽ copy lại rồi. Mình sẽ xóa cái phần này đi. Mình sẽ cho một vòng lặp để nó lặp lại cái sản phẩm này. Ok. Rồi for a còn for x. Rồi. Và item in model. Rồi. Mình cốt đoạn cốt này vào đây. Rồi mình sẽ edit lại. Ok. ID này. ID ở đây là bằng 1 đúng không? Thì mình sẽ ghi là a còng item chấm id là gì, mã sản phẩm đấy. Rồi đây còn cái gì thay đổi không ạ? Hình đây, hình thì mình sẽ sử dụng là a còng item chấm hình. Hình đương nhiên là hình chính nhá. Còn hình nhỏ thì sẽ được ở trong lớp detail. Hình chính. Đấy. Rồi. Ok. À, giá nè. Giá của nó nè. 120 span này nè. Ok, mình sẽ xóa cái này đây. Mình sẽ ghi ở đây lại là item. Item chấm giá. Đó. Còn gì nữa? Tên đúng không? Tên đúng không? Đây. A còng tên item chấm tên sản phẩm. Class name tên sản phẩm. href ở đây là product. Thì mình sẽ thế lại cái đó bằng cái này. Copy lại. Bắt vô. Đấy, lưu lại. Ok, bây giờ mình sẽ tự chạy lên. Để xem nó có gặp lỗi gì không. Stop index. Rồi. Ở đây là này, nó đã lên này, iPhone 7, 6, 8, 9 các thứ. Thì ở đây là nguyên nhân là do hình bị break. Thì ở đây mình sẽ tại mặt nguyên nhân là do đây. Trong cái thư mục access hình không có thư mục nào mang tên là hình chính. Các bạn có nhìn thấy này, chụp tải nào nè, expect element đấy. Đấy là hai nhá, không tìm thấy. Vậy thì mình phải sửa lại trong thư mục đó. Không nhỉ, đây ngoài desktop, thư mục là shop, đây shop online, shop shop online. Access này, thứ một access này, image đó của chúng ta là chưa có, vậy chúng ta phải rename nó lại. F2 1 nè, 1.png. rồi 2.png. thì phần hình ảnh này mình cứ add đại đi, sau này có phần admin thì mình sẽ cho admin sửa. 3.png. 3.png. Rồi.
Các bạn bấm F2 là nó sẽ rename 304.png 5.png 5.png. Các bạn có thể hoàn toàn add một cái hình mới nếu như các bạn thích. Ở đây thì vì mình làm biến nên mình sẽ sửa lại. Hình nào nữa ta, đây 6 7 8 rồi copy paste paste. Copy nữa 10 11 12 11. Thằng nào copy nữa? Bát 12 12 rồi, ok. Mình sẽ lưu lại. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại. Ok, do server đã tắt nên mình sẽ chạy lại. Đó. Rồi. Hình bự quá. Đây là do hình thôi nha các bạn. Do hình thôi, hình ảnh nên dẫn đến nó bị fix sai. Bây giờ mình fix sai sẽ đét nó lại. Mình sẽ xé đét nó lại. Bằng cách nào? Thằng hình đâu? Đây. Style cho nó. Rồi. Mình sẽ để xem cái hình này width nó là bao nhiêu và height nó là bao nhiêu nha. Đây. Width của nó là 163. Mark width 2.163 ds chấm phẩy mark 2 mark 2 mark 2 2 chấm 163 x 300 BS chấm phẩy. Rồi, ok. Chạy lại. Đấy, hình nó được fit. Sao cái hình đấy nó lại ở đây? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Ok. Nguyên nhân là do cái thẻ này nè. Nguyên cái thẻ này là bốn hình ảnh một lượt. Nhưng mà vì đó là cái thẻ CSS nguyên cái khung này luôn. Đây các bạn có thể thấy là nguyên cái khung này luôn. Là nó định dạng cho một cái. Bây giờ mình sẽ thử cắt nó ra. Thẻ div này đâu? Rồi mình sẽ thử cắt thẻ div này ra nhé. Rồi mình sẽ F5 lại. Mình xếp 5 lại nha các bạn. Rồi lỗi nữa dạo một lỗi rất là thú vị.
để giải quyết, tại vì á layout của mình nè thì nó được CSS các thứ lại. Ở đây thì mình còn bây giờ mình mục đích mình là muốn chạy một lần 4 sản phẩm. Để mình xem một chút nào, đồ đắt. Ok, sau một hồi tìm hiểu thì mình rút ra được rằng là mình đã bị sai layout một chút. Đây đây là giao diện layout của mình, còn đây là giao diện layout mẫu. Thì mình đã bị thiếu khúc này này, thì mình đã bị thiếu khúc này dẫn đến là nó bị vỡ layout như không đúng với CSS ban đầu. Thì cách sửa chữa như sau, đó là mình sẽ mở lại cái file thư mục mẫu. Ở đây mình sẽ copy code lại. Copy code từ đâu? Đó là từ file test này. Mình sẽ copy lại cái test. Copy lại cái test. Stop debug nhé. Rồi. Mình bắt lại. Ctrl H. Mình sẽ tiến hành chạy lại để xem nó có ra lại cái giao diện cũ không. Ồ, đây là chiếc sản phẩm mà. Không, mình nhầm. Mình nhầm một chút. Mình sẽ mở lại cái giao diện ban đầu. Đây, mình sẽ đi tìm cái giao diện này. Đó là giao diện đây. Ôi giời. Ok. Video lần trước là mình tự làm giao diện layout cho template này dẫn đến là nó bị sai. Ở đây nó có sẵn mà mình không rõ. Ok, mình sẽ làm lại từ đầu. Đó là xóa code ở đây. Ok, xóa lại, xóa hết đi. Stop. Mình sẽ mở giao diện nó lại. Phần header này. Phần menu này. Content này. Đó, mình sẽ copy lại cái bếp là content nhé. Copy lại, mình sẽ bắt vào đây. Đây khoảng mình sẽ vô mục view shop rồi. Ok, mình copy nhầm cái file đó luôn rồi, thì cũng refresh lại. Giờ mình thử chạy lên lại nhá. Ok, đây là thứ mình muốn. Đó. Đây là thứ mình mong muốn. Hình này lỗi là do hồi nãy mình đã thay đổi bên trong phần file access dẫn đến nó sẽ bị lỗi, nhưng không sao, mình sẽ sửa lại. Rồi mình stop nó. Ở đây này, hình thư mục hình đâu. Đây. Rồi. Mình sẽ vô những cái deep hình deep product này. Mình sẽ lên đây kiểm tra lại inspect element. Đây nằm trong đây. Đấy, bốn ba sản phẩm, bốn ba cái thì nó nằm trong thẻ đây. Thì mình sẽ quay lại đây. Mình sẽ tìm tìm gì? Copy class này, Ctrl C. Mình sẽ qua đây Ctrl F class. Đây. Chính là nó. Có ba cái. Class này.
mình sẽ giữ lại cái class này để cho nó lập random. Mình sẽ xóa cái này đi. Mình sẽ xóa này đi. Rồi, ok. Enter nhé. Ở đây mình sẽ cho vào một account void. Void và tiếng item in model. Đấy, mình sẽ cắt phút này lên đây. Lát vô. Ok. Rồi, ở đây mình sẽ gì? Đây, đó, mình sẽ sửa lại là ID. Nó còn item chấm mã sản phẩm. Rồi, thêm một cái nữa, đây là giá đúng không? Mình sẽ xóa cái này đi. Mình sẽ ghi lại là A cộng item chấm giá. Mình cắt ra. Ở đây là Việt Nam đồng. Ranking thì mình đem, mình không có đụng vô. Để nó mình chưa xử lý. Ở đây nó có nè. Thì ôi, có thuần này mình xóa rồi, mình phải sử dụng lại. Đây, thì khi mà nhấp vào hình thì nó sẽ có là mình sẽ sử dụng là A cộng URL. URL chấm action. Đóng ngoặc, đóng ngoặc. Trong này nó nói gì đây? Này là chết. Phải. Đây. Đó, action router. Nó sẽ đi vào trang detail chứ. Detail. Detail là đầu tiên là new. Ở đây mình sẽ bỏ là cái biến là id bằng a cộng item item chấm mã sản phẩm. Ok, copy lại đoạn này, copy code đoạn này lại. Mình sẽ copy code đoạn này lại, sau đó mình sẽ paste vô đây. Paste vô đâu nhỉ? Đây. Paste vô đây. Paste vào, lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ thử chạy lại nhé. Vấn lỗi. Ok. Như vậy là mình đã lót ra rất là đẹp 12 sản phẩm. Ôi nó nhiều hơn 12 sản phẩm. Ôi có vấn đề rồi, có vấn đề rồi. Ok. Inspect element nó kiểm tra xem. Đây. Sản phẩm 2. Ôi. Rồi biết sai chỗ nào rồi. Ok, ở đây là sản phẩm 2 nhá. Vậy thì mình buộc phải đổi lại vào trong file access lại. Là desktop shop shop online. Shop online. Cái thư mục address email đây. Là sản phẩm 01. Sản phẩm 02. Mình phải sửa lại sản phẩm 03. Nhập xong rồi, giờ mình sẽ F5 lại nhé. Server tắt chưa? Rồi server vẫn chạy.
Rồi nó vẫn báo lỗi. Spec xem. Sản phẩm. Rồi ok, mình thiếu. Mình đáng lý là phải là rồi chấm chấm png. Ủa nhầm. Ở đây mình phải bỏ hình, trời ạ. Ok, ở đây mình bị lỗi một chút là không phải là mã sản phẩm mà là hình. Hình chính. Đấy. Tiếp theo là ở đây là tên này. Thì là a cộng item. Item chấm tên. Tên sản phẩm. Ok. Trả lại lần nữa. Em 5 lần nữa. Rồi. Đấy, các bạn thấy không? Nó đã lên này. Đấy. Nhưng mà nó vẫn bị lỗi là do hình quá to thì phải. Ừ, đúng thật, mình phải fix lỗi nó lại nữa. Thì hình chính đây. Mình sẽ ép style cho nó. Style cho nó bằng style. Để nhét. Là mắc quýt. Mắc quýt của nó là mình mắc quýt trước đi. Mắc quýt nó là 156 PS. Mắc 2. Mắc 2 của nó là 300. 2.300 PS. Chẳng phải. Rồi. Chờ lót lại lần nữa. Rồi. Đẹp rồi. Tại sao đây nó lại lót nhiều như vậy? Hai vòng lặp hay sao? Đây. Sau một hồi fix lỗi thì mình đã quyết định là thay toàn bộ sản phẩm bằng một hình duy nhất. Lý do là các hình nó có kích thước khác nhau dẫn đến là nó sẽ bị vỡ cái CSS mặc định của người ta. Nên ở đây mình quyết định là mình sẽ để lại sau khi sau này á, nếu mà muốn add á thì chúng ta cần phải tìm những cái hình nào mà có kích thước là đây 157 nhân 300. Fix kích thước của nó lại thì nó sẽ được cái hình như này. Còn bây giờ mình cứ để đây để tránh mất thời gian của các bạn. Ok. Rồi. Vậy là mình đã load được các sản phẩm bên trong. Mình đã load được các hình. Đồng thời là mình sẽ load được tất cả các sản phẩm này. Oppo 3, 4, trước, ad này, giá này. Đó. Nhiệm vụ bây giờ là lúc mà mình click vào đây này. Hoặc là click vào iPhone này. Thì nó detail sản phẩm 01 này. Đấy, nó lỗi. Lỗi đúng không? Bây giờ á mình sẽ làm là trang chi tiết sản phẩm. Stop nó lại. Để làm chi tiết detail sản phẩm ở đây. Thì mình cần phải có một controller là shop nè, rồi. Vào thư mục bin. Model bus chọn shop điện thoại ở đây. Ở đây thì mình sẽ truy vấn nó là mình sẽ viết lại copy lại này nhé. Lại. Ở đây hàm của mình sẽ trả về là một sản phẩm. Nên mình sẽ khai báo ở đây là một sản phẩm luôn. Ở đây mình sẽ khai báo một cái sản phẩm đặt tên là chi tiết. Truyền vào trong này là một chuỗi string. Kiểu in đi. Chuỗi string. Sản phẩm của mình là kiểu string mà. String A chẳng hạn. Thì query của mình sẽ được là select sao from sản phẩm qua mã sản phẩm phẩm bằng a cộng 0 phẩy a
Để xem. Đây nó. Đây là 40. Đây, mình sẽ sửa lại đây. Đây là 50. Cái này nó sẽ trả về là enumerate. Yeah, mình cũng sẽ trả về là enumerate. 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 Rồi. Ok. Thì chôn cái này ra. Rồi mình sẽ qua bên controller đây, detail. Detail của mình nhận vào là một kiểu string. String đi hoa nhá các bạn. String ID. Ở đây thì mình sẽ gọi là var db bằng db bằng string bằng shop online.bus chấm chi tiết bỏ vào id chấm phẩy nó sẽ trì trơn ra đây là một cái rồi phải cái chuột phải vào view chọn go to view đây là trong detail đây thì mình cũng khai báo như vậy là còn model mình ở đây cũng là enumerate enumerate ok ở đây mình sửa lại một chút nhé nó sẽ trả về là cái sản phẩm luôn là sản phẩm trả về là chấm ok ở đây mình sẽ không dùng Wenry nữa mà mình sẽ là db chấm single or default sản phẩm rồi ok ở đây trả về sản phẩm vậy thì cái detail của mình đây detail của mình sẽ trả về cái sản phẩm thì trong này thì mình sẽ ghi là sản phẩm shop online connection chấm sản phẩm rồi đây là trang detail thì ở đây chỉ có một cái hình duy nhất là hình này nó thể hiện mình xem lại một chút nhé mình sẽ chạy lại lưu lại đây mình sẽ chạy lại trang detail về phần hình ảnh thì sau này nếu như có trang admin thì mình sẽ edit nó lại bằng cách là thay đổi hình khác. Thì còn hiện tại thì mình chưa nghĩ ra cách gì để fix cái lỗi này cả. Mình đang nghĩ là cho một vòng lặp load một lần ba sản phẩm lên. Cũng có thể là một cách các bạn thử làm xem. Sau này mình sẽ làm. Nhưng hiện tại thì mình cứ để đây đã. Rồi, trang detail nó bị lỗi hình này. Rồi mình xem là cái thẻ ở đây là nó nằm trong thẻ nào rồi thẻ content row một điều nữa nè đó đây thứ nhất là expect đây thì là cái sản phẩm khi mà click vào đây thì nó sẽ load nguyên cái danh sách ra một trang mini đơn hơn rồi nằm trong đây expect element rồi c chuẩn f chuẩn v đây đây là trang của chúng ta thì ở đây mức độ được tạo một cái shop sản phẩm nên mình cũng sẽ thay đổi được stop lại đây là a còng model chấm ai tờ chấm hình chứ hình chính rồi
rồi tên nó đây, Samsung Galaxy model chấm tên sản phẩm lưu lại. Ok, bốn cái hình này mình sẽ cho nó cỡ đây luôn, cho nó tên luôn a còng ai model chấm hình chính. Đáng lẽ đây là hình phụ nha, nhưng mà vì mình chưa có hình phụ nên mình sẽ bỏ hình chính vô đây luôn để xem nó có bị lỗi CSS nữa không nhé. Rồi cái này của người ta mình chỉ quan tâm đến nhiêu đây thôi. Rồi mình xem gì nữa, đây đây là tên đây kiểu này, đây là tên nó còn model chấm tên sản phẩm, ở đây là ID nó còn model chấm mã sản phẩm, ở đây không cho nhà sản xuất đi, nó còn mà nhà model chấm mã nhà sản xuất. Rồi rồi kệ nó đi, red rồi kệ nó đi. Rồi giá, giá ở đây thì mình sẽ ghi lại là còng model chấm giá Việt Nam đồng. Rồi ok, giờ mình sẽ lót lại. Ok. Ok. Thì đây, mình sẽ lắp vào product. Đó, bây giờ mình bấm vào sản phẩm. Đúng không? iPhone 7 này, giá nhiêu đây này, hình của nó này. Nhà sản xuất là 01 này. Giờ mình sẽ bán lại và cho lên sale. Lỗi, đúng rồi. Tại vì mình ở đây chưa, mình có chưa có đặt cái đường dẫn. Đâu rồi, render. Đây là trang index. Hình là a còng URL. URL.action. Index. Rồi calendar thì thôi mình cứ ngã sạc để đại loại liệu chúng thăng đi, sau này tính sau, sau này mình sẽ fix lại lỗi này. Ok rồi, mình sẽ quay lại phía sau. Ok, mình sẽ quay lại là ở đây là shop. Rồi đây bây giờ mình muốn xem là Oppo nhé, Samsung Galaxy 4 đó, nhấp vào thì đây là Samsung Galaxy 4 giá hình. Ok, mình làm hơi bị lỗi một chút xíu, mong các bạn thông cảm. Rồi bây giờ là mình đã làm xong cái này, xong này chi tiết sản phẩm rồi, thì các bạn cố gắng là tự làm fix lại lỗi cho mình nhé, fix lại lỗi mà nó xảy ra như là hình ảnh các thứ ở đây này, rồi mình bỏ thêm thứ nào nữa để tiết kiệm thời gian. Thì bây giờ mình sẽ nói nhanh luôn phần phân trang. Bây giờ mình có nhu cầu là mình đang lấy không ở dưới này, mình sẽ lót lên ba sản phẩm. Mình chỉ lót lên 3 sản phẩm thôi và sau đó sẽ tự phân trang cho mình 3 đến 4 sản phẩm.
Thì ở đây này, mình stop để bớt lại. Ở đây mình sẽ tạo để phân trang. Thì trước tiên mình sẽ sử dụng một cái bucket để cho bucket trong MVC cho nó một cách rất là dễ dàng. Thì mình chuột phải vào project, chọn manager nút get bucket, sau đó mình search là bay list MVC. Đấy, này playlist, các bạn nhớ nhá, playlist MVC bằng install. Nó đang chạy nhá. Thì ok, thì cuối cùng thì nó cũng đã insert được. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm như sau. Thứ nhất là mình sẽ vào trang shop bớt, đó, shop online bớt ở đây. Ở đây thì mình không có gì hết, shop control. Mình sẽ ở đây mình sẽ gõ thêm chữ là chấm tu. Tu list không được hả? À. Tu bay list. Không là quả ngoặc. Ở đây nó sẽ không cho bởi vì mình chưa có add vô production model sản phẩm pay to list. Rồi. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ vào trang index. Ở đây mình sẽ không chảy nữa mà mình sẽ khai báo đó là thuộc tính là ok, thì ở đây mình sẽ sử dụng là list bay list. Thì mình sẽ khai báo kiểu của thằng model hồi nãy là enumerate đúng không? Thì bây giờ mình sẽ khai báo là kiểu là playlist.edbaylist mở ngoặc ra shop-online.connection sản phẩm. Sau đó mình sẽ sử dụng là using-playlist.mvc. Đó, thì chỉ có hay đây thôi. Thì trước kia là bạn sẽ add là using-playlist.mvc. MVC hồi nãy, cái playlist hồi nãy mình mới add friend vô á. Xong rồi mình sẽ gõ cái này vô, kiểu trả về của nó là playlist. Tiếp theo là như đó thôi. Cái này bình thường. Ở đây mình có add thêm một dòng code bên trong chỗ class này. Class này là ở đâu? Thì class này chính là đây này. Là chuột phải experiment này. Thì các bạn có thể thấy này, code ban đầu của nó là gồm có thể ly như này này. Đó, đúng không? Đây. Thì ở đây mình chỉ cần thay thế lại là bằng cách là xóa nó đi và thêm câu là a.html.playlist paper mở model. Model là cái hồi nãy đấy, bay suy ra đây. Thì ở trong phần index này này, ở trong phần index thì mình sẽ nhận vào hai giá trị đây. Thì cái file index hồi nãy là không có này nhá. Thì mình đã thêm vào là một thêm vào đối tượng của index là p1 rồi psi rồi cái này đó, mình phải add vô tại vì mình chưa có using playlist đó. Ok, giờ mình sẽ thử chạy nhé, lưu lại. Đây. Tại vì mặc định là mình tạo 4 sản phẩm đó, bây giờ mình phải fit lại này. Là tối đa của nó chỉ là 3 sản phẩm thôi. Ok. Là mình đưa vào cái phần index đó là một in này, bay bằng 1 và một cái nữa là psi. Psi của nó bằng 3. Rồi, ở đây thì cái lúc đi nó không có gì thay đổi trong lớp bớt cả. Lớp bớt thì vẫn là log thông tin lên như cũ. Xong rồi ở đây mình sẽ sử dụng cái thư viện của nó là VDB shop. Ngày đây mình sẽ sử dụng cái thư viện là to bay.list, bỏ bay này vào, bỏ bay size này vô, xong rồi trả về view. Trong view thì mình sẽ trong phần index của view á, thì mình sẽ khai báo một cái là bay list này đó, sử dụng cái này. Ngoài ra thì không có gì thay đổi. Đồng thời thì để tạo ra cái kiểu danh sách phân trang như những cái nút button phân trang như này,
thì mình sử dụng có sẵn cái công cụ có sẵn của nó là hỗ trợ là a.html.b đó. Ok. Cũng hơi muộn nên hơi buồn ngủ. Ok. Không gì. Rồi. Các bạn cố gắng nhá. Các bạn cố gắng nhìn thật kỹ, bấm dừng lại và nhìn thật kỹ. Bây giờ ban size này này là cái số lượng mà sản phẩm mình cho nó hiển thị lên trên đó. Nó sẽ phân chia cho mình ra bao nhiêu danh danh sách nó gọi nó là bao nhiêu đây đó, nó phân trang rồi đúng không, bấm qua trang 2 đấy, khác liền Samsung 3 đấy, khác liền đúng không, 4 Mazda là 4. Ok, vậy là hôm nay mình đã làm được những gì, mình hôm nay này mình đã thêm được, install được base này, đã load được cơ sở dữ liệu từ cơ sở dữ liệu này thành một cái list product nè, đã detail này, đây detail break. Ok, nó bị lỗi truy vấn hash code. Mình trả lại xem, bỏ cho anh chết. New item mà sản phẩm, trả lại lần nữa xem. À, hồi nãy mình tắt server rồi, hàng gì nó lỗi. Đây, đây là trang của mình đúng không? Bấm vào sản phẩm. Ôi. To buy list. À, để ra xem bên này. Ra connection. Kỳ ta. Mình sẽ trả lời lần rồi để check xem what happened. Bấm vào nhé. Internet chả biết rồi nha. Thì lỗi hồi nãy là do đây, đáng lý là cái này không có nhá, cái detail thì mình chỉ cần list ra thôi chứ mình không có to pay nữa, lưu lại sai lầm tai hại, mình sẽ không phân trang cho nó nữa. Rồi mình sẽ chạy lại phần index, đó là mệt. Đây, phân trang. Rồi, bấm trang 2. Phân trang, bấm trang 3. Phân trang. Rồi, bấm sản phẩm. Đó, ngon rồi đúng không? Ngon. Ok. Bây giờ mình gần xong rồi, gần xong rồi, cố lên, cố lên. Ok, bây giờ mình sẽ up này lên short, up project lên storyboard nhá. Chạy xong, hoàn hảo. Nhiệm vụ của hôm nay là đã hoàn thành xong. Bây giờ mình sẽ lên GitHub. Còn một chút nữa thôi là các bạn sẽ hoàn thành. Đấy. Rồi, thư mục của mình nằm đây đúng không? Shop online này, đấy có git. Yes. Rồi. Bây giờ mình tiến hành làm như sau, chuột phải vô chọn git path here.
Làm gì ở đây? Mình sẽ gọi lệnh là git status. Đấy, những file mình chưa có unchuck này. Rất là nhiều, những file cập nhật lại này. Rồi, git add sao. Rồi, git commit trừ a trừ m thôi. Ở đây là thế a log product ship gạch detail ship gạch phân trang. Rồi enter một cái. Nó hỏi là bạn là ai đó, chọn git copy paste pass. Maybe superhero gmail.com. Rồi mà bây giờ mình sẽ pull, sẽ commit lại, git commit trừ a trừ m update. Này, thêm chức năng, thêm danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, phân trang. Rồi enter. Cái loại này thì lần trước mình có fix rồi, bây giờ mình sẽ lên fix lại. Đây khổ ghê. Đây đầu tiên là git pass somewhere maybe scale enter. Rồi rồi git add sao, git commit trừ m cập nhật chức năng product detail và phân trang. Rồi commit xong, bây giờ mình sẽ pull git push push đúng không, push. Mình sẽ đẩy nó lên server. Ok thì video đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem hết video. Thì hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Nếu các bạn thích thì nhớ like cho mình. Cảm ơn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.